ngày ruồi tháng mũi năm bọ chét, đêm nằm gió rét nhớ đĩa hoa quả mẹ mới mua. Ơ, các bạn lại nghĩ tôi ham ăn chứ gì? Thì ăn là chân ái mà, ai chả mê. Mà này, hỏi thật nhá, đã ai ở đây biết hết bí mật về các loại quả chưa? Quả gì bị ghét nhất? Hay quả gì là vua của các loại quả nhỉ? Nào, thế thì ngồi xuống đây chúng mình cùng nhau khám phá ngay bây giờ nhé. Có anh em nào ở đây bị giống mình không? Kiểu mỗi lần ăn cái quả dứa xong cứ bị rát hết cả lưỡi. Kiểu gì khó chịu vãi cả trưởng. Túm lại là tại sao lại thế nhỉ? Vì thịt dứa có gai li ti hay vì dứa bị phun thuốc trừ sâu? Vì quá cay nên Nhanh Trí đã tìm hiểu và biết được. Để Nhanh Trí nói cho mà nghe nè. Sở dĩ mỗi lần chúng mình ăn dứa xong bị rát lưỡi là vì cái thằng bromelain này nè. Nó là một hỗn hợp của các enzyme tiêu hóa khi tiếp xúc với lớp da nhạy cảm ở lưỡi và xung quanh miệng. Chúng sẽ làm phân hủy các protein gây ra cảm giác đau rát. Chúng tập trung ở phần vỏ dứa và lõi nhiều hơn. Vì thế ăn dứa cứ phải gọt thật sạch nha. Ngoài ăn ngon ra thì quả dứa còn truyền cảm hứng cho con người nữa cơ. Bạn ơi hãy sống như một chai dứa, đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào. Không được khóc, kẻ xấu sẽ cười. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Mỗi chúng ta hãy là một phiên bản hoàn hảo nhất, bởi vì chúng ta xứng đáng có một cuộc đời sống tốt đẹp hơn. Các bạn thấy Nhanh Trí nói có dễ hiểu không nào? Mà năm nay Nhanh Trí ngon nghét hai mấy nồi bánh chưng rồi mà vẫn bị mắng cái tội ham chơi. Mẹ cứ bảo cứ chơi đi rồi sáng cái mắt ra. Nhưng mình không cần chơi mà mắt vẫn sáng nè. Tất cả là nhờ một loại quả sau đây. Còn là quả gì thì anh em đoán xem. Dâu tây, chuối hay xoài nhỉ? Tất nhiên là dâu tây rồi. Bé bé thế thôi mà hơi bị bổ dưỡng đấy. Nó còn được xếp vào top thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, phòng ngừa được bệnh tim mạch, ung thư, điều hòa đường huyết. Đặc biệt, lượng vitamin C dồi dào trong dâu tây giúp bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh và kháng viêm cực kỳ tốt. Ai muốn mắt sáng như đèn pha ô tô không? Chần chờ cái gì nữa, order ngay vài cân dâu tây về. Vừa đã mồm lại còn bổ mắt thì quá là xịn sò rồi. Mùa này rẻ mà. Tiếp theo sẽ là một loại quả mà khiến bạn ngỡ ngàng ngơ ngác bật cả ngửa luôn. Ăn quả 10 năm còn chưa biết đi chứ. Quả nào đắt nhất sau đây? Quả sầu riêng, vải thiều hay lê hình người? Có tin được không trời ơi, lê hình người, cụ thể ở đây là hình Phật, là một trong những loại quả đắt nhất thế giới, giá hơn 200.000 cho một quả lê nhỏ xíu siêu thôi à. Ý tưởng trồng lê hình tượng Phật này được hình thành bởi Zhang Changhao ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Quá trình trồng những quả lê này khác với những quả lê mọc tự nhiên, vì chúng được trồng trong khuôn có hình dạng tượng Phật. Nhiều người tin rằng ăn quả lê hình Phật này sẽ mang lại cho họ sự bất tử và may mắn. Ui cha, dịp Tết này mà có quả lê để bày lên mâm ngũ quả thì chắc cha mẹ phải lắc mắt mất thôi. Anh em nào biết ở đâu bán không hay đã từng thử cái vị của quả lê này thì nhớ comment cho Nhanh Trí biết với nhá. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi mà người ăn hoa quả 10 năm chẳng biết, mà người ăn 1 năm lại biết đó. Thú vị nha, còn bạn thì sao đây? Bên ngoài áo xanh, bên trong đỏ, sinh ra một bầy con toàn màu đen là quả gì? Ơ kìa, này số não đi anh em, là quả dưa hấu chứ còn gì nữa. Em nào xấu xấu kinh kinh, ăn miếng dưa đỏ là sinh lại liền. Bác nào nhìn mặt cáo già, đến ăn dưa hấu lại thanh thỏ non. Mại rồi anh em ơi, 1.000 một quả dưa hấu, 2.000 hai quả dưa hấu 1.000. Nếu mà được tặng một vài quả chanh thì bạn sẽ làm gì? Phá nước chanh uống hay gọt vỏ cho muối ớt? Đấy là những quả chanh bé bé thôi, chưa được tặng quả chanh siêu lô khổng to thì chắc chắn bạn sẽ bối rối không biết làm gì với nó đấy. Thế không biết quả chanh khổng lồ to bằng từng nào nhỉ? To hẳn bằng quả bưởi hay bằng quả bóng? Ôi dồi ôi, ngã cả ngửa ra, to bằng quả bóng, nặng 5,2 kg. Chắc chắn quả chanh này là quả chanh to nhất thế giới rồi. Ôi trời, nó vừa to vừa nặng như này, nếu mà được tặng thì việc đầu tiên bạn sẽ phải đi luyện cơ tay mới cầm được em nó đấy. Wow, anh em nghĩ quả to như này thì làm cái gì? Vắt vào nước, pha nước đường chanh hay vắt vào muối để chấm thịt gà nhỉ? Ui cha, chua hết cả người rồi. Thế mà cẩn thận thèm thuồng với loại quả sau đây đấy nhá. Trong mắt chúng ta đang là một hình ảnh về một quả dưa hấu to vật vã đùng đùng, và bên cạnh là quả dưa hấu bé xíu xiu, bé tới mức không thể bé hơn. Ôi, nhìn cứ bị cu tê ấy. Theo bạn, quả nào có thật, dưa hấu khổng lồ hay tí hon? Ôi, cả hai đều
đều có thật nha. Muốn to có to, muốn nhỏ thì có nhỏ. Các bác trồng dưa khéo thật, kiểu gì cũng làm được hết. À, mà ai yêu đời thích chơi trội không? Không lo đụng hàng thì có cả dưa hấu vuông, dưa hấu trái tim nữa cơ. Anh em muốn thưởng thức loại nào thì comment xuống đây cho mình biết với. Chưa Nhanh Trí thì thích tim thôi à. Mà chả hiểu sao nhá, ăn toàn hoa quả mà lại vẫn cứ bị béo ấy. Béo thì có khác biệt đâu, chẳng qua là cái body nó to. Béo thì đời sống ấm no, ăn no ngủ kỹ khó khó suốt đêm thôi mà. Hay, đấy là Nhanh Trí tự an ủi bản thân. Chú nhìn người béo lên từng ngày, mình cũng buồn lắm. À, hôm nọ mình nghe mẹ nói ăn quả gì có thể giảm cân ý. Mà quên rồi, anh em biết quả gì không? Chuối hay na? Muốn có nhu cầu giảm cân thì nhanh tay ra chợ làm ngay nải chuối về ăn nha. Vì chuối là loại quả cung cấp nhiều năng lượng và có tác dụng giảm cân tuyệt vời. Một ngày ăn sương sương 1 đến 3 quả kết hợp với thể dục thể thao và chế độ ăn uống hợp lý là chả bao lâu bạn sẽ có thân hình vạn người mê ngay đấy. Đến lúc đấy cross cứ đổ đứ đừ chả cần phí công tán tỉnh luôn. Ai hi, cũng hay đó chứ. Còn ngay sau đây sẽ là câu hỏi không dành cho IT hí mắt cận thị đâu nhá. Tinh mắt tìm quả bơ có hạt hình trái tim nào? Hết thời gian rồi, bạn phải thật chú ý mới nhìn ra được thôi. Đó đó, lấp ló như thế kia, nhìn toét cả mắt mới thấy được ý chứ. Bạn mất bao lâu mới thấy thế? Mình là mình mất tận 10 giây cô. Ui chuối ui, vừa xem vừa rớt nước dãi, lại còn vừa thích kích thích cả răng. Có bạn nào vừa xem mà cảm xúc giống như mình không nhỉ? Không phải tại sao chúng ta lại bị thèm vậy ta? Nhìn người khác ăn chanh cứ thèm là sao? Vì chúng ta thấy thèm hay vì cảm thấy chua? Ồ ha, kỳ lạ thật đấy mà bây giờ mới biết. Đầu tiên là khả năng ghi nhớ của anh não cũng phi thường đi. Mình từng ăn qua cái gì thì nó đều ghi nhớ mùi vị thứ đó trước đấy. Đấy, thấy người ta ăn chanh, anh miệng chưa kịp ăn mà thằng não đã thấy chua lé chú lét rồi. Nên cứ bắt anh miệng chảy nước miếng tùm lum. Anh em có ai nước miếng chảy như tôi không? Comment để tôi cũng cô đơn đi. Và ở vị trí thứ 10 là câu hỏi 100 người thì 99 người không trả lời được ý. Loại quả nào nổi tiếng nhất thế giới? Quả cà chua hay quả táo? Wow, cà chua chính là loại quả nổi tiếng nhất thế giới. Chúng được người Pháp gọi bằng cái tên đầy lãng mạn, trái táo của tình yêu. Còn người Đức lại đặt cho loại quả này là trái táo của thiên đường. Tuy nhiên, ít người biết rằng khi mới được phát hiện, cà chua có hình dáng rất giống với trái anh đào đen, một loại quả cực độc, nên nó cũng được coi là một loại quả độc cần tránh xa. Mãi sau này, Thomas Jefferson đã giải oan cho quả cà chua, ra sức tuyên truyền về công dụng và lợi ích của loại quả này. Cuối cùng, mãi đến năm 1824, cà chua đã trở thành loại quả xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày của nhiều người trên khắp thế giới. Mình là mình thích ăn cà chua salad cực kỳ nha. Còn bạn thích ăn cà chua với cái gì thì comment ngay xuống bên dưới nhá. Ơ, thế không biết có quả gì mà bị ghét cay ghét đắng không nhỉ? Bạn thử nhìn hình và đoán xem nào. Ôi chà, chưa biết đáp án đã thấy bốc mùi rồi. Đó là sầu riêng, với hình dáng xấu xí và có mùi khó ngửi nhất thế giới. Nó được biết đến nhiều nhất với mùi nặng khủng khiếp đó. Năm 2020, một bưu điện ở Đức đã phải sơ tán và các dịch vụ khẩn cấp được gọi chỉ vì một trái sầu riêng được gửi trong bưu kiện, khiến các nhân viên và khách hàng hoảng loạn. Kết quả là khiến 6 nhân viên phải nhập viện khẩn cấp do nghi ngờ thứ mùi nặng này là một loại khí nguy hiểm. Thậm chí ở Singapore, nó còn bị cấm không có ngoại lệ cơ. Hiện nay sầu riêng xuất hiện trên các biển báo chung với cấm hút thuốc, thực phẩm và các hàng hóa dễ cháy. Ôi là trời, không ngờ sầu riêng ở nước ngoài lại nguy hiểm đến vậy ư? Chứ mà ở Việt Nam á thì phải nhập ra tùy tục thôi, về Việt Nam có mãn lấy ăn đẻ nha. À đấy, nói cái xong mới nhớ, bạn nào hôm trước tự tin là ông vua giải đố không? Nhất định không thể bỏ qua câu tiếp theo này được đâu. Bỏ nho tươi vào lò vi sóng sẽ bị làm sao? Gây ra cháy nổ hay quả nho nở to đùng ra? Một cảnh báo cực kỳ nguy hiểm và cần thiết cho bạn đây. Nho là loại trái cây không chịu được nhiệt. Vì vậy, nếu bạn cho nho vào lò vi sóng, gặp nhiệt độ cao trong lò, nguy cơ chúng bắt lửa gây cháy nổ nguy hiểm rất là cao. Cơ mà mình nghĩ 500 anh em ở đây chả ai dại đi bỏ nho vào lò vi sóng đâu nhỉ. Nguy hiểm lắm đó. Bây giờ biết rồi thì đừng có dại nho. Và câu hỏi số 13 này ai mà trả lời được, mình ngả nón bái phục đó. Dược vương của các loại trái cây là quả gì? Thank you.
Đó là chanh leo. Trong thế giới trái cây, quả chanh leo hay còn gọi là chanh dây được ví là dược vương, kiểu ông vua trái cây có thể làm thuốc được ý, vì chứa nhiều chất dinh dưỡng và hương thơm đặc biệt. Theo quan niệm đông y, chanh leo có hương vị thơm ngon, vừa chua vừa ngọt và là trái cây có giá bình dân, được trồng rất phổ biến. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu cho thấy, giá trị dinh dưỡng của chanh leo rất cao, bao gồm ít nhất 17 loại axit amin và vitamin mà cơ thể chúng ta cần đó nha. Thế nên chả có gì đáng ngạc nhiên khi nó được gọi là vua trái cây các bạn ạ. Mùa hè tới mà làm tí chanh leo, đánh đá đường, ui cha ta nói, ngon như cái nách. Nãy giờ chúng mình thấy quả dưa hấu khổng lồ rồi, vậy còn quả chuối khổng lồ thì trông sẽ như thế nào đây? To bằng cả tận cánh tay hay một quả chuối to bằng tận xe ô tô? Trời ơi, to gì mà to thế? Quả chuối của Musa Igen cũng rất to, có kích thước cỡ cánh tay của người trưởng thành, nặng trung bình từ 1,5 đến 3 cân. Quả lớn nhất từng được ghi nhận nặng tới 6 cân, dài 30 cm. Về màu sắc và mùi vị không khác nhiều so với chuối thông thường, trung bình một quả chuối Musa Igen có thể cần khoảng 4 người mới ăn hết. Ngoài ra còn có các loại chuối màu đỏ, màu đen, trông siêu độc lạ luôn. Đúng là khoa học phát triển, sức sáng tạo cũng đáng nể thật. Ngoài tất cả các loại quả kỳ lạ và độc dị trên, thì hôm nọ mình ra vườn mình thấy có quả này trông kỳ dị lắm luôn đấy. Đó là quả mít chứ còn quả gì? Anh em xem nó có hình dáng gì đấy. Ô hay, cái ông caramel này. Ô, nhầm, cái ông cameraman này. Chỗ người ta đang ôm nhau lại chụp choẹt cái gì hả? Chắc thấy mẹ con tôi tình thương mến thương quá chứ gì. Sống gần này nổi bánh trưng rồi. Đây là lần đầu tiên mình thấy quả mít độc lạ như vậy đấy. Ngoài ra còn rất nhiều loại quả thú vị lắm nha. Nhà bạn đang trồng loại quả nào và thích quả nào nhất thì comment xuống bên dưới nha.